Mới đây, cơ quan xếp hạng của ngành hàng không Skytrax đã thực hiện một bài kiểm tra kéo dài trong vòng 3 ngày về khả năng phòng chống COVID-19 của nhiều sân bay trên thế giới. Kết thúc bài kiểm định của mình, thì cơ quan này đã trao danh hiệu sân bay đạt chuẩn 5 sao phòng chống COVID-19 cho sân bay Fiumicino ở Rome, Italy. Quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, từ hiệu quả của các thủ tục, phân tích quan sát trực quan và kiểm tra lấy mẫu ATP. Sân bay Fiumicino còn được biết đến với tên gọi sân bay quốc tế Leonardo Vinci, là cổng hàng không chính của Italia. Vào ngày 1 tháng 9, cơ sở này đã đưa vào vận hành một trung tâm xét nghiệm COVID-19 lớn ngay tại sân bay, cùng với Hội chữ thập đỏ trong nước. Một đội ngũ gồm 40 nhân viên với tay nghề và kinh nghiệm đã sát cánh cùng với trung tâm, tích cực thúc đẩy việc thi hành giãn cách xã hội và mang khẩu trang. CEO của Skytrax, ông Edward Place, nhấn mạnh rằng các nhân viên tuyến đầu này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo các giao thức phòng chống COVID-19. Các nhân viên kiểm tra của Skytrax đã rất ấn tượng trước sự có mặt của rất nhiều biển báo hướng dẫn dễ đọc, được viết bằng nhiều ngôn ngữ đặt khắp xung quanh sân bay. Họ cũng nhận thấy rằng các nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở các khu vực tiếp xúc với khách hàng luôn hiện diện thường trực với số lượng lớn. Bên cạnh đó, sân bay Fiumicino còn liên tục đánh giá các phương pháp vệ sinh để cải thiện hơn. Hiện nay, cơ sở này cũng đang thử nghiệm một vài phương thức khử trùng bằng tia cực tím tại các điểm có tiếp xúc cao như thang máy và thang cuốn. Nếu trước một chuyến bay mà hành khách phải đến bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm như một số sân bay khác ở các nước yêu cầu, thì quả là một trải nghiệm không mấy thoải mái cho lắm. Còn nếu chúng tôi xét nghiệm tất cả hành khách trước khi lên máy bay, thì rõ ràng là sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, đồng thời hành khách cũng thấy dễ chịu hơn. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Skytrax đã kiểm định 4 cổng hàng không lớn trên thế giới. Sân bay Heathrow tại London, Anh nhận được 3 sao, một đánh giá khá tốt. Tuy vậy, theo như Skytrax, thì Heathrow thiếu đi sự nhất quán giữa các khu vực về độ vệ sinh, cũng như việc thực hiện giãn cách xã hội. Hai sân bay còn lại cũng nhận được 3 sao đánh giá là Malaga Costa del Sol của Tây Ban Nha và Nice Côte d'Azur của Pháp. Delia Gallagher, CNN.